Xin chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của shop xe đạp 88. Hôm nay xin giới thiệu các bác chiếc xe đạp UCC. Chiếc UCC Blade MD24. Chiếc xe này khung xe thì làm khung nhôm, 6061 dây của xe thì được ghi bên ngoài. Ghi đông bút tăng, xe là ghi đông bút tăng nhôm. Trên xe sử dụng một bộ tay bấm của Shimano 38. Shimano Tuner TX. Thụt của xe phụt đún lột xo, phanh đĩa cơ 160, vành nhôm hai lớp UCC, xe sử dụng lốp Kenda 26x1.95, xe sử dụng một bộ đùi đĩa bằng nhôm, đĩa nhôm của UCC, sử dụng gạt để trước Shimano Tuner TX, xích của xe là xích KMC, xe sử dụng bộ đề sau Shimano Tuner TX và clip Shimano HG200, xe đã có sẵn chân trống và củ sau phanh đĩa cơ 160, xe sử dụng phía sau đây cũng sử dụng lốp vành nhôm hai lớp UCC và lốp Kenda 26x1.95, có mở khóa cọc yên nhanh, cọc pin hợp kim nhôm UCC, in xe in da mềm UCC và đôi pedal bằng nhựa khá trớn của xe. Nếu các bác muốn biết thêm thông tin chi tiết về cấu hình xe hay muốn đặt hàng, các bác truy cập trang web xe đạp 88.vn hoặc alo hotline 0933 522 186. Cảm ơn các bác xem video.